Đúng luôn. Ui da. Con này bự, con này bự. Chép 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 bự móc mỗi tí nhậm mùi bột mì bóp dẻo mềm dẻo mềm dai thơm rất là hay. Xong thế. Này. Mệt. Được anh em mình có phi tươi chưa? Được phi tươi chưa các bác ơi? Được một chép này, hai chép, ba chép. Một chép, hai chép, ba chép. Cái này một đồ phi ngon. Ba chép, một đống đồ phi. Quá đã các bạn. Chép chép này hơi nhỏ. Ba chép một đống đồ phi. Một loạt cái đồ phi con thì em thả hết rồi. Lỗ cầu rất là đẹp. Bãi cầu đẹp. Bãi cầu đẹp, lỗ cầu đẹp. Anh em thấy phê không? Đó, về được bữa rồi. Ngon ngon, này phải nhá. 20 cân ít, toàn cá to này. Wow. Con chép bự thôi. Con chép này chắc được khoảng 5-6 nặng thôi. Nè, quá thấy sự hiệu quả khiếp khủng của mồi này chưa? Đẻo chưa? Đi câu các bài mồi này nó tự tin hơn hẳn, tự tin hơn rất là nhiều so với những ba câu run, bởi vì câu run thì các bác chỉ được rô phi thôi. Nhưng mà em câu bài này lại được chép thì nay chung mà nó hơi đen là chép nó nhỏ đấy, còn nếu mà bình thường thì nhiều anh em va mà hàng chép bự phê thôi rồi, phê noi luôn đấy. Ok quá nhá, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Này quá đã rồi, giặt nó đã tay phê tít tô lô màu. Ui con này bự ngọt thế, bọn này thấy quả quá tuyệt vời luôn. Wow wow, về rồi. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Quá thế video mà hãy like, share, ủng hộ nhiệt tình nhé, thank you. Gỡ gỡ một con là cho anh em xem cá ngon chưa, đỏ lo ngon chưa, mỗi lần nó gầy anh em nhìn đây, cầu thiên nhiên thì bụng quá nhìn biết này đấy, nó không phải cá ăn thuốc ở ngoài chợ, cá ăn thuốc thì nó phì ra, bụng thiên nhiên còn nào óp, nhưng mà được cái cá óp thì nó lại ngon, cá này thấy khỏi ngon luôn. Này anh em nhìn
Đừng giết em hả? Đường để đường vào tim em môi bằng giá. Đã màn đấy, bàn tay quá này, bàn tay phê chưa? Gầy lắm anh em nhìn này. Cá chỗ này nó đói này, nó gầy. À, chỉ ăn bèo mấy ăn bùn thì nó không có nào ngon được. Được rồi, em chép này cũng khớ khớ. Được rồi, chú chép này hơi khớ khớ. Này chung giặt đá tay các bạn. Đó. Các bác cứ làm mùi như của em này đi câu thì auto lên chép mẹ rô phi chấm chui. Có loại nào hầu như loại có cá loại nào nó dính hết loại đấy. Nhưng mà hiện tại thì ở đâu các bác biết ở đâu thì cá rô phi nó cũng nhiều đúng không? Rất là nhiều cá rô phi. Anh em đi tay cái hầu như được rô phi là chính, chép rất là ít. Nếu các bác nên được chép như của em này là mồi quá quá là ngon, quá là nhạy đấy. Đừng pha làm để mồi làm gì nhá. Đây bài mồi rất là ok, các bác tự tìm mà đi câu đi. Quá đã, đây là em là đánh ủ nhá, ủ thả lên mẹ cám viên thì bóp vào nữa em cô đơn thôi. Này đọc cô đơn này. Đây con này khả năng con này to nhất này các bác này. Đấy, ngon chưa? Nếu toàn cô đơn giặt nó giống này phê thôi rồi. Nếu chúc anh em sử dụng cái bài mồi của em đi câu lên hàng nhá, hàng tươi nhá. Lại đã thế. Đấy, nhiều các bác cứ bảo để đi câu mồi hay rô phi vậy sao? Rô phi hầu như là nó chiếm chủ yếu, thiên nhiên thì hầu như rô phi chiếm chủ yếu luôn. Nó rất nhiều giống này sinh sản rất là nhanh. Chép nó còn tuyệt chủng như đâu này. Ôi giời, được đi câu mồi này mà được thì toàn vài con chép này chính họ mồi rất là nhạy. Nếu mà chỗ toàn cá chép không thì đảm bảo bác auto lên chép lắm rồi. Đã quá. Các bác bảo em về nắm gì đúng này hấp mới làm gỏi quá tuyệt vời luôn các bạn. Ngon chưa? Rồi, thực sự bây giờ về nhá. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Thank you. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của em nhá. Trời nắng đẹp này anh em này. Trời nắng đẹp này thì ngày mai đi câu. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Hôm nay tiện thể thì ngày mai em đi câu em phối cho các bác xem nghe hai quả mồi huyền thoại này với nhau nhá. Đấy. Giờ phải đi câu nhưng mà các bác phải biết cách phối mồi thì câu mới tạo ra sự hiệu quả cao nhất cho cái bài mồi. Đấy, thì cái mồi ủ chua của em này thì nó chua, bài mồi này nó tanh và thơm. Đấy. Thì cái mồi này nó chất đạm rất là cao, đây là mồi hạt viên, em có hay gọi là mồi hạt viên. Đấy thì độ đạm rất là cao, cao nhất trong trong các mồi hạt viên mà em mua phải cái số tiền của nó là 400, hơn 400 bao ấy là độ đạm cao nhất. Đó thì độ đạm nó cao thì mình phối làm sao cho nó tỷ lệ nó hợp lý thì câu bài mồi nó là ok nhất. Đó. Thì đây là em sẽ hướng dẫn các bác cách phối mồi. Cách phối mồi thì nó như thế này các bác này. Phối mồi thì làm sao tạo tỷ lệ mà con cá nó ăn vào nó ưa thích nhất, đó, nhạy nhất. Ví dụ như bác cho cái này nhiều quá, những cái ít quá thì nó không tạo được độ hiệu quả cao của bài mồi được. Đó, bây giờ em sẽ chỉ các bác cách phối mồi làm sao nó tạo hiệu quả cao này. Câu cá nó dễ lên hàng nhá. Rồi. Thì anh em cũng biết là hai cái mồi này, hai cái mồi nhận nhất của em đi câu thì hay lên là hàng khủng này. Đó. Đây mồi của anh em. Đây, em ủ. Đó, bỏ mùi rất là chua thơm này. Đó, cầm bảo tí dính tay kinh lắm các bạn. Ôi, con này em chưa lấy nét, các bác thông cảm với em một chút nhé. Đó, mồi ủ chua thơm. Bây giờ phối mồi ở đây cho các bác xem. Giờ chia tỷ lệ các bác nhé. Bây giờ em đi câu mà để đánh bài mồi nó hay nhất thì cứ lấy khoảng 1 cân mồi ủ trộn mấy lại mồi hạt viên là em đánh được một buổi ok rồi. Đó. Mũ chua quá này. Bỏ ra cái cả làng người thấy. Mồi ủ chua của em ủ như thế này là tuyệt vời quá. Đánh cực kỳ nhạy luôn. Chấm trôi chép mẻ rô phi này. Vâng vâng, em thấy các bác đánh đủ các thể loại thì anh em nên cái nhóm phân thảo phí sinh của em đấy. Thì giao lưu với các bác đấy. Đánh bài mồi quá nhẹ luôn. Đó. Xong lại tín. Mồi của em này. Này ủ chất lượng của bài mồi này em ủ tương đối là ok à. Đấy, nó không dính lắm, ăn nó không ướt lắm. Vừa tầm.
thì cắm viên. Các bác nhìn nhá. Đây là báu vật của em đấy. Đây, ví dụ như ngày mai mà anh em đi câu nhá. Em nói này, ví dụ như ngày mai mà anh em đi câu thì mình làm mồi từ hôm nay đấy. Thì các bác cứ cho cái cắm viên này không cần dã nhá. Cuốn ra các bác thả luôn cho đây. Là lập tức là mấy hôm nữa ấy, tự nhiên là lập tức là qua ngày mai đó đi câu ấy, tự nhiên là mồi nó mềm, nó bóp cái được ngay, nó không được dã. Đấy là em mới phát hiện là cái này, bởi vì cái cắm viền nó cứng lắm, nó cứng và nó khô, mà cái mồi ủ em lại ướt nữa, nên là cứ nhào chỗ nhau ủ xong rồi để qua một đêm, ngày mai cái hạt này nó mềm ra bóp cái nhuyễn đó. Thì bây giờ tỷ lệ như thế nào, ví dụ như là quá, đợi em để em lấy cái gì em căn cho các xem. Đây rồi, ví dụ các bác nhá, thì ủ như đống mồi ủ của em như thế này thì nó sẽ là một cái bát con này. Đó, như này là được một cái bát con đúng không các bác? Thì mình sẽ lấy mồi hạt viên, lấy mồi hạt viên qua nhá. Đây bác này, thì cái này được một bát con, thì các bác lấy từ đây nưng bát con, đó nưng bát con mồi hạt viên, trộn và đều vào với nhau. Đấy. Cái này nếu tính kỹ càng về số lượng ấy thì cái này nó sẽ gấp đôi cái này. Đấy, nhưng mà nếu mà tính về màu sắc thì nó sẽ là 50-50 đấy các bạn. Như nào ở 50-50 có nghĩa là khi các bác trộn với nhau này. Đó. Đúng không? Các bác để qua một đêm, sáng mai các bác dậy có bóp thì nó sẽ được như thế này. Đấy. Màu sắc cái này có nhìn không? Nó sẽ là 50-50. Bởi vì sao? Màu nó đều, cái màu vàng, cái màu lâu của mình đều với nhau ra cái màu đen. Rồi cái hạt đấy là nó màu gần như màu nâu đen các bạn. Khi trộn nhau các bác sẽ được cái màu như này. Đấy, nó trộn nó hòa đều với nhau. Nhìn chưa? Nâu nâu vàng vàng. Đấy, còn lúc đầu các bác nhìn này. Cái này nó vàng khè, mà cái này nó màu gọi nâu đen. Đấy, khi bác trộn ra tỷ lệ màu nó phải được như 50-50 thế này nhá. Cái câu thì vô cùng nhạy luôn. Em nói các bác là cái mồi này câu cực kỳ nhạy, cực kỳ phê luôn. Cái này nó thực sự các bác có nhiều tiền mà đi đánh hồ dịch vụ ấy, các bác thả hậu ổ cái loại này thì em nói là nên cá ngay đó. Vì em cái mồi này nó tốn tiền ấy, nên em toàn là bó vào linh thôi, còn đâu là không dám thả trực tiếp. Thả trực tiếp thì đa phần em thả mồi ủ chua cho nó tiết kiệm đấy. Nhìn nó phê chưa đấy, khi các bác ủ nhờ bó vào này nhá, xong ngày mai nó tan là các bóp nó sẽ được như này ngay. Đấy, khi mà anh em mà muốn câu đơn ấy thì cho bột mì vào là câu ngay, mồi nó khô mà. Đây của em này, mồi nó chứa bột mì này. Đó. Lúc nào em đi câu thì em bóp bột mì vào, mồi nó bắt đầu nó dẻo lại đi câu đánh là ok luôn. Nhưng lúc nào em đi câu thì em cũng chuẩn bị sẵn là bột mì mới cắm gà, để vừa cắm mồi nó ướt quá em cho cắm gà nó khô. Còn nếu không mồi nó khô rồi mà nó muốn dẻo không thì chỉ cần cho bột mì vào. Chất lượng mồi khi anh em tạo ra đúng là phải đạt như thế này, là đẳng cấp này. Mồi này câu thì siêu nhạy, khỏe bàn. Các bác lên group và Phương Thảo Vi Sinh ấy, nhiều anh em chia sẻ mồi này câu rất là hay. Anh em nhìn nhá. Cái này đánh năng C thì không cần bột mì đâu. Đấy, anh em nhìn cắm viên đánh năng C không cần bột mì. Họ nhìn nhá, nó đã được như này rồi. Nhưng mà cái này mà những câu đơn thì cho tí bột mì vào xuống nước nó không tan. Đôi khi em có lục bó linh em chẳng còn bột mì đâu, bởi cái này nó dẻo bó luôn rồi, chẳng còn bột mì. Nó được cái ưu điểm của bài mồi này mới đi đánh thừa về, mình có bó vào túi bóng các bạn này, cứ bó túi bóng này để vài ngày câu vẫn ok, cứ bó kín mà như của em này. Các bạn nhá, nhớ là cái tỷ lệ của nó về số lượng ấy thì cái mồi ủ chua gấp đôi cái mồi hạt viên. Đấy thì độ đạm với độ chua nó vừa tầm với nhau để đánh là nhạy nhất. Còn nếu mà các bác mà kiểu chia thành màu sắc, em vẫn nhìn cái màu, thì nhiều anh em đi câu mấy em mình cũng hỏi mày chuyển lại như nào ấy, cái ống cái bóp làm sao mà màu được như này, nhìn cho vàng vàng nâu nâu này, 50-50. Đấy, nói thế là nhiều bác về bác biết chia mồi ngay, bóp một hai lần là người ta biết chia. Đấy là đánh bài rất ok, và nhiều bác cũng theo chân em dùng sử dụng bài mồi này thì đánh cực kỳ đẳng cấp luôn. Rồi bây giờ là em cũng chuẩn bị hành trang thì mai bắt đầu lên đường đi câu các bạn. Các bác nhớ làm theo cái phương pháp hướng dẫn của em nhé. Học được cái bí quyết này của em thì các bác đi câu ấy vô cùng là sướng nhỉ.
quan trọng là bí quyết mình đi câu. Nhiều anh em thì em nói thật, nhiều anh em có nói là câu giun thì nó rất là nhạy, đúng không? Em thấy câu giun rất là nhạy, nhưng mà để mà câu giun mà được nhiều cá thì không có cái loại giun nào có thể được nhiều cá như cái loại mồi này. Mồi này của em nó tụ được mồi này. Cá giật mỏi tay, nếu mà nó tụ được thì là cá giật mỏi tay, còn giun không thể tụ được mồi, không thể tụ được cá các bác nhé. Giun không thể tụ được cá, mồi này là tụ được cá này. Nhiều anh em đi đánh thì nọ em thấy có bác trên nhóm của em đi đánh năng xê còn giật mỏi tay phải rút cần lên biết đấy. Nhờ cá giật nhiều quá, giật không kịp thì phải rút cần lên. Đánh ở bên bác đánh 6 cần. Rồi rút lên đánh 3 cần thôi. Cá lên nhiều quá không kịp gỡ. Đó. Thì các bác nhớ làm theo cái phương thức này của em nhé. Chúc các bác luôn thành công và em vào chuẩn bị đồ để mai em lên đường này. Rồi hẹn gặp lại các bác ngày mai em đi đánh bằng cái này cho các bác xem nhé. Trời nắng rồi. Nắng ấm này mai em đi câu chắc chắn là được này. Mấy hôm trời vừa rồi miền Bắc ăn lạnh thì câu nó không được, nhưng ngày mai nắng ấm chắc chắn là sẽ được. Ok, các bác cùng theo chân em đi câu thì sẽ biết cái hiệu quả của bài mồi này nó như thế nào nhé.